Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sonet, một mẫu xe gầm cao cỡ A được lắp ráp tại Việt Nam. Và mẫu xe này là một trong những mẫu xe nằm trong diện được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp. Chính sách bán hàng của hãng xe Kia nói chung cũng như là xe Kia Sonet nói riêng rất ổn định, gần như là không có sự thay đổi. Và khi được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ thì anh em sẽ chuẩn là sẽ tiết kiệm được một nửa tiền thuế. Không như một số hãng khác, khi mà có chính sách hỗ trợ thuế thì giá xe sẽ lại nhích lên đôi chút. Và trong video ngày hôm nay, em xin phép cập nhật cho anh em giá xe lăn bánh và số tiền trả góp trả trước của các phiên bản Kia Sonet tại thời điểm đầu tháng 9 trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này trong thời gian nghỉ lễ, anh em rảnh, anh em xem video có cơ sở để đưa ra những quyết định mua xe cho phù hợp. Và mời anh em cùng xem chi tiết. Mẫu xe Kia Sonet có tất cả là 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Kia Sonet bản AT Deluxe, phiên bản thứ hai đó là bản Luxury và phiên bản thứ ba đó là bản Premium. Phân khúc của Kia Sonet là phân khúc gầm cao cỡ A. Trong phân khúc này có hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đó là chiếc Toyota Ray là một mẫu xe nhập khẩu. Mẫu xe này không được hỗ trợ giảm thuế. Và mẫu xe thứ hai đó là chiếc Hyundai Venue. Hyundai Venue cũng là xe lắp ráp tại Việt Nam và cũng được hỗ trợ thuế. Đồng thời Hyundai Venue đang có chính sách hỗ trợ khuyến mại giảm tiền mặt sâu hơn so với Kia Sonet. Anh em có thể tham khảo. Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là chiếc Kia Sonet bản AT Deluxe, phiên bản thấp nhất. Giá bán theo công bố và chính sách của nhà máy là 539 triệu. Anh em nào mua xe tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em thì vẫn sẽ có cơ chế linh động cho anh em nữa. Dựa vào giá bán nguyên xe này, giá xe ra biển số làm bánh tại các địa phương cũng như là số tiền trả góp ban đầu khi anh em đã được giảm thuế rồi, em tính cụ thể cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 593 triệu, trả góp thì trả trước thấp nhất là 135 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì lăn bánh sẽ là 573 triệu và trả góp thì cần trả trước 115 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì giá xe ra biển số làm bánh sẽ là 568 triệu và trả góp thì cần trả trước là 110 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh thì giá xe ra biển số làm bánh sẽ là 587 triệu. Và cần trả trước là 128 triệu. Giá xe ra biển số làm bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình. Và trong trường hợp anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân bỏ và dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 85% giá trị xe, cụ thể sẽ tương đương với số tiền là 458 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Cùng với lãi suất ưu đãi hiện tại khoảng 0,6 cho đến 0,7% trên một tháng trong năm đầu, năm thứ hai trở đi sẽ theo biên độ của ngân hàng. Với số tiền vay 458 triệu trong thời gian vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,5 triệu, từ tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách cho anh em, đó là chiếc Kia Sonet bản AT Luxury, giá bán theo chính sách của nhà máy là 579 triệu. Và cũng có cơ chế linh động cho anh em khi anh em mua xe tại hai cơ sở bên em, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào giá bán này, giá xe ra biển số làm bánh và số tiền trả góp trả trước thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị trong trường hợp anh em đã được giảm thuế rồi, em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội, giá xe ra biển số làm bánh sẽ là 635 triệu, trả góp thì cần trả trước 143 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì giá xe ra biển số sẽ là 616 triệu và cần trả trước là 123 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì ra biển số sẽ là 610 triệu, cần phải trả trước 118 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì giá xe lăn bánh sẽ là 629 triệu và cần trả trước 137 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, anh em có thể xem lại trên màn hình. Đối với anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với số tiền là 492 triệu. Trong thời gian vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8 triệu. Tháng thứ 2 trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ 3, phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Sonet, đó là Kia Sonet bản Premium. Giá bán theo chính sách của nhà máy là 624 triệu, vẫn có cơ chế linh động cho anh em tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em. Với giá bán này, giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, giá xe ra biển số sẽ là 683 triệu và trả góp cần trả trước thấp nhất là 152 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì giá xe ra biển số sẽ là 663 triệu và cần trả trước là 133 triệu.
Các tỉnh áp thuế 10% thì lăn bánh sẽ là 657 triệu và cần trả trước 127 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì giá xe lăn bánh sẽ là 677 triệu và cần trả trước 146 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và trong trường hợp anh em nào muốn trả góp, anh em sẽ phát sinh thêm hai khoản nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 530 triệu. Trong thời gian vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,7 triệu. Tháng thứ 2 trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của 3 phiên bản Kia Sonet khi anh em được giảm thuế. Hy vọng những thông tin em vừa chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.